Việc đấy em đã làm rồi. Nếu không làm thì giả loạn lên luôn đấy ạ. Nhưng chưa đủ. Nhỏ nước mắt cá sấu của mình ra, đến từng nhà đưa tiền đền bù, thậm chí là những món quà có giá trị, dân họ nhận tiền là im mồm hết. Nhưng bên cạnh đấy phải nhớ một chi tiết quan trọng, dắt theo một số báo, phong bao tử tế, đầy đủ, rồi viết vài bài thanh minh cho cậu có chất lượng. Thì khi đấy, sự việc sẽ chìm xuồng. Đồng chí Bí Thư ơi, đồng chí đừng bao giờ tin về nhân cách của đồng chí Nghĩa chủ tịch tỉnh. Ông ta đang xây dựng hình ảnh đấy. Suốt ngày ông ta giao giảng là phát triển kinh tế, rồi quảng bá dự án của Nam Sông Giang. Thế rồi là... Anh Nhất, anh có quá lời về chủ tịch Trần Nghĩa không? Đồng chí Bí Thư có tin rằng ông Nghĩa mà đang cơ cấu cho cậu con trai của ông ấy lên chức giám đốc sở kế hoạch đầu tư. Lúc bây giờ mà cậu Bạt ấy mà sẽ là chủ đầu tư của dự án Nam Sông Giang ngay sau khi đồng chí Bí Thư phê duyệt phương thức đấu thầu dự án. Thì thoảng sếp đến ủng hộ quán em nhé. Cũng phải có cái gì nó mới mới hơn chứ nhỉ? Với sếp thì lúc nào chả có thứ mới. Anh về nha.